và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 13 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, sáng nay Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để ứng phó với cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh chủ trì phiên họp giải trình về tiến độ triển khai thực hiện nội dung đảm bảo nước sạch sinh hoạt và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng sẵn sàng cho diễn đàn đầu tư năm 2017 nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội và các chính sách hỗ trợ của thành phố đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quốc tế, Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, bão số 10 đang mạnh lên từng giờ. Trong 3 tiếng sáng nay, bão đã tăng một cấp từ cấp 8 lên cấp 9 và duy trì cường độ này đến trưa nay. Dự báo bão sẽ liên tục gia tăng cường độ khi đi sâu vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, khi bão nằm trên khu vực phía đông huyện đảo Hoàng Sa, dự báo bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Đến 10 giờ ngày 15 tháng 9, khi cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 240 km về phía đông đông nam, cường độ bão sẽ lên cấp 13, giật cấp 15 rất mạnh. Về vùng đổ bộ của bão số 10, với hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc, vùng bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp được xác định đến thời điểm này là từ Nam Định đến Thừa Thiên Huế. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, sáng nay Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để ứng phó với cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Bão số 10 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ từ chiều ngày 15 tháng 9. Vùng ảnh hưởng có thể lên tới 500 km và được dự báo là cơn bão mạnh nhất. Cảnh báo cấp độ thiên tai cấp 4, cấp mạnh nhất trong các cơn bão từ đầu năm tới nay. Do đó, ngay từ lúc này, các địa phương từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa phải có các phương án đối phó cấp bách trước sự nguy hiểm của cơn bão số 10. Chú ý sắp xếp phương tiện khi neo đậu, kể cả tàu vãng lai, tàu khách, tàu hàng, tránh việc người dân ngủ lại trên tàu gây nguy hiểm tính mạng. Trước dự báo mưa lớn hàng trăm mm do bão số 10 gây ra trong hai ngày 15-16 tháng 9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu tiếp tục duy trì ở hồ Sơn La xả hai cửa xả đáy và hồ Hòa Bình là ba cửa xả như hiện nay, phát điện tối đa các tổ hợp cả ngày đêm. Ngoài ra, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa sớm, tiêu nước đệm, không gieo trồng vụ đông tại thời điểm này. Chuyển sang các tin tức khác. Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại đã được phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào sáng nay. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình về sự cần thiết xây dựng và ban hành nghị định. Các ý kiến tập trung đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề liên quan đến căn cứ pháp lý xây dựng, phạm vi điều chỉnh của nghị định, số tiền phí trong lĩnh vực ngoại giao thực thu được để lại một phần để bù đắp chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ công tác thu phí theo quy định, chi đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ, chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức viên chức người lao động, chi hoạt động đối ngoại của ngân sách trung ương và chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật thủy sản sửa đổi. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến về chính sách của nhà nước trong hoạt động thủy sản, thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản điều 10, về khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nguồn tài chính và quỹ bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, về lực lượng kiểm ngư và nhiều nội dung khác. Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật thủy sản sửa đổi là hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Chiều nay, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh chủ trì phiên họp giải trình về tiến độ triển khai thực hiện nội dung đảm bảo nước sạch sinh hoạt và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Theo báo cáo của Công ty cấp nước Đà Nẵng vừa qua, công ty đã nâng công suất lên 216.000 khối ngày đêm,
và phải hoạt động vận tải 25%. Hiện đơn vị đang tích cực triển khai thi công nâng cao năng lực cấp nước, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ đạt 302.000 khối ngày đêm. Về tiến độ các nhà máy, dự kiến vào tháng 2 năm 2018 sẽ khởi công dự án nhà máy nước Cầu Đỏ giai đoạn 1, công suất 60.000 khối ngày đêm và nhà máy nước Hồ Hòa Trung công suất 10.000 khối ngày đêm đến cuối năm 2018 sẽ đưa vào sử dụng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu công ty cổ phần cấp nước phải hoàn thành hai dự án này vào cuối năm 2018 đúng theo kế hoạch. Riêng nhà máy nước Hòa Liên mới chỉ trong giai đoạn đầu của hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng là tiến độ quá chậm, cần triển khai đấu thầu ngay. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, để triển khai nhanh các dự án nhà máy nước mới, phải phát huy vai trò chủ đạo của nhà nước, đặc biệt là Sở Xây dựng, phải lựa chọn công nghệ thiết bị hiện đại. Sau cuộc họp này, công ty cổ phần cấp nước trình ngay phương án lên Ủy ban Nhân dân thành phố để có chỉ đạo kịp thời những việc cần làm ngay. Yêu cầu đặt ra là không được để thiếu nước cục bộ. Chiều nay, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2017. Báo cáo của quận Liên Chiểu tại buổi làm việc cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế của quận tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 74% kế hoạch thành phố giao. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay đã có 600 hộ bàn giao mặt bằng cho các dự án, giải quyết nợ đất tái định cư 250 lô đất. Chương trình 4A của thành phố được triển khai quyết liệt. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương những kết quả đạt được của quận trong 9 tháng đầu năm 2017, đồng thời lưu ý quận cần quan tâm đến công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cần lưu tâm đến việc xây dựng nhà trái phép, khai thác khoáng sản, công tác quản lý, bảo vệ rừng, chất lượng dạy và học. Trên cơ sở tham mưu của các ngành chức năng thành phố, Chủ tịch thành phố đã cho ý kiến giải quyết một số kiến nghị của địa phương. Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng trưa nay, đoàn công tác nước Cộng hòa Nam Phi do bà Helen Zhu, tỉnh trưởng tỉnh Tây Cap Nam Phi làm trưởng đoàn để đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tìm hiểu khả năng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, bà Komosoros Magos, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp đoàn. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khái quát tình hình phát triển kinh tế của Đà Nẵng và cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng và Nam Phi nói chung, Đà Nẵng và tỉnh Tây Cap nói riêng gần như chưa có gì, trong khi đó tiềm năng của hai bên rất tốt. Vì vậy, Chủ tịch thành phố đề nghị bà tỉnh trưởng và đại sứ Nam Phi tích cực thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, cũng như tăng cường tình hữu nghị. Chủ tịch thành phố hy vọng chuyến thăm lần này sẽ đặt viên gạch đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ mới giữa hai bên, một quan hệ chặt chẽ hơn. Thay mặt đoàn công tác nước Cộng hòa Nam Phi, bà Helen Siêu, tỉnh trưởng tỉnh Tây Cap Nam Phi, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tốc độ phát triển nhanh chóng của Đà Nẵng. Theo bà, Đà Nẵng cũng rất thành công với định hướng thành phố của sự kiện. Bà Helen Siêu cho rằng tỉnh Tây Cap có nhiều thế mạnh về phát triển du lịch cũng như nông nghiệp. Đây là cơ hội để hai địa phương hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này. Cũng nhân dịp này, chiều nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Nam Phi. Đến dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, bà Komosoros Magos và Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên. Theo VCCI, hiện Đà Nẵng chỉ có 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này với các sản phẩm bàn ghế gỗ, may tre mỹ nghệ, may mặc đồ chơi, vải da dày. Mặc dù hàng hóa sản phẩm của Việt Nam rất phù hợp với thị trường Nam Phi, tuy nhiên, việc thiếu thông tin cũng như thiếu các kênh trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước khiến cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Nam Phi chưa biết nhiều tới hàng hóa Việt Nam và ngược lại. Các sản phẩm thế mạnh của Nam Phi như thịt bò, trái cây, rượu van hay khoáng sản cũng chưa tìm được thị trường tại Việt Nam do chậm chân và có sự thiếu tích cực từ phía doanh nghiệp của cả hai nước. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thành phố Trần Văn Miên kỳ vọng doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp cận một cách trực quan về môi trường đầu tư cũng như những lợi thế tiềm năng định hướng của hai địa phương. Trong thời gian tới, sẽ có nhiều mối quan hệ mới được thiết lập và nhiều cơ hội giao thương sẽ được mở ra cho cả hai bên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Nam Phi lên 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Thưa quý vị, một trong những sự kiện mang tính điểm nhấn trước thềm diễn ra tuần lễ cấp cao APEC đó là Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2017. Đây là dịp để Đà Nẵng quảng bá tiềm năng, cơ hội và các chính sách hỗ trợ của Đà Nẵng đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Vậy Đà Nẵng đã chuẩn bị những gì cho sự kiện quan trọng này? Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017 diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Với 7 hội nghị chuyên đề và các hoạt động bổ trợ khác, diễn đàn trực tiếp đề cập đến những lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên phát triển của địa phương như cơ sở hạ tầng, bất động sản, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, du lịch, y tế và giáo dục đào tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện công tác chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút. Hiện tại thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố thì các sở ban ngành phối hợp với ban xuất nhân tư đã hoàn thành cơ bản được khoảng 90% tiến độ công việc. Và cái đầu việc quan trọng nhất hiện nay, thời điểm gấp rút này chính là cái giải quyết các cái vướng mắc đối với các cái dự án mà dự kiến sẽ trao các cái thủ tục quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư tại cái diễn đàn lần này. Cũng theo Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố, diễn đàn lần này là bước đột phá trong nội dung và phương thức tổ chức. Thay vì chỉ gói gọn trong một buổi hoặc một ngày, nghiêng về các báo cáo tham luận, diễn đàn lần này diễn ra trong 3 ngày, gồm một phiên hội nghị chính và 7 hội nghị chuyên đề, bàn sâu vào các lĩnh vực. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu kỹ về lĩnh vực vấn đề mình quan tâm. Cái điểm nhấn quan trọng nhất theo tôi ở cái diễn đàn đầu tư này là cái hoạt động thăm thực địa. Có lẽ là lần đầu tiên mà các nhà đầu tư có thể tham gia tới 5 cái tuyến thực địa của diễn đàn và tận mắt chứng kiến cái khu quy hoạch để mà dự án của mình có thể tham gia đầu tư sau này. Và bằng cái con mắt của họ là họ có thể nhìn thấy cái mảnh đất, hoặc là họ có thể biết là cái khoảng cách từ mảnh đất đó tới thành phố là bao nhiêu cây số để mà họ quyết định là có đầu tư hay không. Hiện Đà Nẵng cũng đã lên danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2020 với 68 dự án. Chúng tôi đã chuẩn bị các thủ tục một cách nhanh nhất, phù hợp nhất để giới thiệu và cấp giấy phép đầu tư mới cho một số nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thì chúng tôi đến nay chúng tôi đã chuẩn bị được một số nhà đầu tư trong và ngoài nước dự kiến khoảng với quy mô đầu tư là khoảng hơn 50 triệu đô la. Qua sự kiện này, Đà Nẵng hy vọng sẽ tận dụng được cơ hội để quảng bá, truyền tải những thông điệp chính sách ưu đãi, hỗ trợ cùng với những lợi thế đặc thù của địa phương để mời gọi, thu hút đầu tư một cách hiệu quả nhất vào các lĩnh vực mà thành phố có tiềm năng, thế mạnh vượt trội. Các nhà đầu tư sẽ có dịp khám phá những cơ hội kinh doanh quý giá, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, cũng như tạo ra những liên kết và những dự án thành công mới trong tương lai. Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017 còn là cơ hội để lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp nhận những ý kiến có tính định hướng của lãnh đạo trung ương và địa phương, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng khai thác mỏ đá Phước Tường gây ảnh hưởng đến các hộ dân tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan để kiểm tra, đo đạc và xác định phạm vi ảnh hưởng gây nứt nhà dân là 379m với 51 hộ dân bị thiệt hại. Phạm vi ảnh hưởng bởi tiếng ồn là 400m với 61 hộ dân. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm định, đền bù thiệt hại cho 51 hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà trong tháng 9 này, đồng thời chỉ đạo giám sát việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường tại mỏ đá Phước Tường đã được phê duyệt theo quy định, đồng thời giám sát chặt chẽ việc nổ mìn tại mỏ đá. Theo Sở Y tế Hà Nội, địa phương này đã cơ bản khống chế được dịch sốt xuất huyết. Trong tuần qua, Hà Nội không ghi nhận trường hợp nào tử vong cũng như không xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới. Theo đó, tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm trên 1.200 trường hợp so với tuần cao điểm hồi giữa tháng 8. Hiện các ổ dịch đã được khống chế, không xuất hiện thêm bệnh nhân mới. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Đội Y tế Dự phòng quận Thanh Khê cho biết trong tuần qua đã có thêm 28 trường hợp mắc mới bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã lên đến 914 trường hợp, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các ca bệnh rải đều ở các phường, nhưng tập trung nhất vẫn là tại các phường An Khê, Hòa Khê và Thanh Khê Tây. Đến nay, gần 60 ổ dịch nhỏ đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, cũng như nhiều quận huyện khác, do người dân vẫn còn chủ quan lơ là, không diệt bọ gậy, nên muỗi vẫn sinh sôi gây bệnh, khiến số ca bệnh vẫn chưa giảm.
Thưa quý vị, những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh được đầu tư hơn 4,3 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng khán phòng cũng như dàn dựng các vở diễn. Về phía nhà hát Tuồng thì cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này đến khán giả bằng nhiều hình thức khác nhau. Song số đêm biểu diễn một vở tuồng trọn vẹn tại nhà hát vẫn còn rất ít. Không khó để bắt gặp cảnh điều hiu tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh như thế này. Với số khán giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, không lạ khi nhà hát ít khi sáng đèn và số đêm biểu diễn cũng không nhiều. 8 tháng đầu năm nay, số đêm biểu diễn trọn vẹn một vở tuồng tại nhà hát vỏn vẹn chưa đến 10 buổi. Cái việc mà sắp xếp chỉnh trang lại đô thị, rồi cái số mà khán giả yêu tuồng thì lại nằm ở khán giả vùng ven. Cái thứ hai nữa mà để mà mình tạo xây dựng được các cái tiết mục mới á, để mà thu hút khách á, thì một năm nhà hát chỉ được đầu tư xây dựng một vở thôi. Xây dựng một vở là khá vất vả. Ví dụ như hiện nay nhà hát đang làm lại cái vở tuồng Sơn Hậu, thì cho đến giờ phút này đã gần 2 tháng rồi vở vẫn chưa xong. Hiện nay thì nhà hát cũng vẫn cố gắng là để tổ chức biểu diễn cho một tháng là có một cái lịch biểu diễn thường xuyên để cho khán giả yêu tuồng người ta đến xem, và hầu như là không có bán vé. Thực trạng trên khiến những người tâm huyết với nghệ thuật tuồng không khỏi băn khoăn. Với họ, hạnh phúc của những người làm nghệ thuật là khi nhìn thấy sự đam mê của khán giả dưới những hàng ghế. Lượng khán giả đến với lại nghệ thuật truyền thống nó tức là chưa được đông, và cái đó là một cái mà bọn em cảm thấy là rất là trăn trở trong cái sự phát triển của nghệ thuật truyền thống như vậy. Đối với bọn em thì là những diễn viên trẻ thì bọn em luôn luôn cố gắng để mà nắm bắt những gì của các thầy truyền dạy, và luôn luôn là cố gắng tập luyện, rèn luyện để có chuyên môn nó tốt. Trước thực trạng đó, nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã nỗ lực đưa tuồng xuống phố, đưa tuồng vào học đường và về với vùng ven biểu diễn phục vụ bà con. Tổng cộng đã có trên 200 buổi biểu diễn. Những lần như vậy đều thu hút đông đảo khán giả đến xem. Điều đó cho thấy tuồng vẫn là niềm đam mê của nhiều người. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kéo khán giả đến với nhà hát? Nếu như không có khán giả thì sân khấu không có lý do để tồn tại. Đấy. Tất nhiên bây giờ tức là anh em nghệ sĩ nhà hát không thể nói là tức là bây giờ kêu mãi rồi để rồi dựa vào cái nguồn mà ngân sách của nhà nước. Nhưng mà trong những cái lúc khó khăn này nó cần có một cái sự hỗ trợ, sự tác động, sự vung vào. Đấy. Để ở đó anh em người ta có điều kiện để người ta làm. Nhưng mặt khác thì anh em nghệ sĩ cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của mình qua vai diễn, qua tác phẩm biểu diễn. Phải thông qua các kênh truyền thông để mà tuyên truyền quảng bá về cái loại hình. Rõ ràng câu chuyện làm thế nào để nhà hát tuồng truyền thống sáng đèn hàng đêm không chỉ là nỗi trăn trở của các nghệ sĩ, diễn viên mà của nhiều người. Và trong bối cảnh chung hiện nay, thì rất cần sự chung tay của các ngành hữu quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tin chúng tôi mới thực hiện. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp với các ngành đơn vị liên quan về tình hình quy hoạch đầu tư và xây dựng và quản lý các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố cần đầu tư 167 bãi đỗ xe. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, thành phố mới đầu tư được 17 điểm bãi đỗ xe. Cùng với việc giải trình nêu vướng mắc liên quan đến đất quy hoạch bãi đỗ xe, tình hình chấp hành quy định các khách sạn, nhà hàng phải có bãi đỗ xe, các ngành đơn vị chức năng cũng đề xuất một số địa điểm phương thức đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe ngầm, đề xuất phương thức thu phí đỗ xe trên đường, biện pháp quản lý các bãi đỗ xe tự phát.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh khẳng định, đây là vấn đề nóng của thành phố, cần gấp rút đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng bãi đậu đỗ xe, thiết thực giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Các sở ngành liên quan cần tăng cường phối hợp rà soát lại quy hoạch đất dành cho bãi đỗ xe, có kế hoạch đầu tư cụ thể từng năm. Cùng với việc dùng vốn ngân sách để đầu tư một số bãi đỗ xe công cộng, thành phố còn phải có cơ chế phù hợp để kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Tin quốc tế, hôm qua Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với tuyên bố cứng rắn này, rõ ràng viễn cảnh khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên về an ninh trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn xa vời. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các nghị quyết trừng phạt mà Washington đề xuất càng chứng tỏ chính sách của Bình Nhưỡng hiện nay là đúng đắn. Triều Tiên mô tả các biện pháp trừng phạt trên là bất hợp pháp và xấu xa. Để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới, Bình Nhưỡng cảnh báo nước này sẽ tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền. Trước đó, Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nhất mà nước này chưa từng trải qua. Hôm nay, Hàn Quốc khẳng định đã phát hiện một lượng nhỏ khí xenon, vật liệu phóng xạ thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân có liên quan tới vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi đầu tháng này. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Seoul, Giám đốc điều hành Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc khẳng định một lượng nhỏ khí xenon đã được xác định chắc chắn xuất phát từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Ủy ban này vẫn chưa thể xác định vụ thử hạt nhân này của Triều Tiên mạnh ở mức độ nào, cũng như đây có phải là vụ thử bom diệt hạt, bom hát như tuyên bố của Bình Nhưỡng hay không. Máy dò khí xenon đặt trên đất liền tại khu vực miền đông bắc Hàn Quốc đã 9 lần phát hiện một lượng nhỏ chất đồng vị phóng xạ xenon 113. Ngoài ra, thiết bị dò tìm di động ở ngoài khơi bờ biển miền đông nước này đã 4 lần phát hiện chất đồng vị phóng xạ trên. Tuy nhiên, một lượng nhỏ khí xenon này không ảnh hưởng tới môi trường cũng như người dân Hàn Quốc. Chuyển sang thông tin khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cần hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm B5+1, gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Israel đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Argentina Mauricio Macri tại thủ đô Buenos Aires, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông tại khu vực Mỹ Latin. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Macri, Thủ tướng Netanyahu cho rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm B5+1 cần phải hủy bỏ hoặc sửa đổi, đồng thời nhấn mạnh việc Iran phát triển bom hạt nhân sẽ rất nguy hiểm. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, đây là một thỏa thuận tồi tệ và nó cần bị hủy bỏ hoặc sửa đổi, đó là quan điểm của Israel. Cũng nhân chuyến thăm Argentina này, Thủ tướng Netanyahu đã đánh giá cao những nỗ lực cải cách kinh tế của chính phủ Argentina hướng tới việc hiện đại hóa và mở cửa với thế giới. Tờ bạc Bolivar mệnh giá 10 bảng mới của Anh sẽ chính thức được đưa vào lưu thông từ ngày mai ngày 14 tháng 9. Tờ bạc mới này được in hình nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh James Austen thay cho tờ tiền giấy 10 bảng in hình nhà khoa học Charles Darwin đang được lưu hành. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, chắc là với các nhà sưu tập khi họ đã bắt đầu săn lùng các series đầu của tờ 10 bảng mới này. Tờ 10 bảng mới có kích thước nhỏ hơn tờ 10 bảng cũ và ở góc trái của tờ tiền mới có các chấm dập nổi, giúp những người khiếm thị có thể phân biệt được giá trị của tờ bạc này. Tờ 10 bảng Anh có ý nghĩa lưu niệm rất lớn, nhất là đối với bà Jane Austen, vì trước đây, nữ văn sĩ từng nhận được 10 bảng Anh từ nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ là người sở hữu tờ bạc 10 bảng đầu tiên với series AA01. Người thứ hai có trong tay tờ 10 bảng mới là hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng, và người thứ ba là Thủ tướng Anh Theresa May. Một nhóm thợ săn Na Uy đã tìm thấy thanh kiếm 1.200 năm tuổi của người Viking được bảo quản trong điều kiện hoàn hảo trên ngọn núi cao. Ifan Finstad, nhà khảo cổ học ở địa phương, xác nhận đây là một thanh kiếm bằng sắt thời Viking và nhiều khả năng được sản xuất vào thế kỷ 10. Theo Finstad, thanh kiếm trong tình trạng bảo quản tốt do sự kết hợp giữa chất lượng sắt, độ cao lớn và điều kiện lạnh gần như quanh năm.
VinStat suy đoán thanh kiếm có thể thuộc về một người phi kiên chết trên núi sau khi lạc đường trong một trận lở tuyết. Thanh kiếm đang được các nhà khảo cổ học ở Lillehammer kiểm tra và sẽ sớm được chuyển tới Bảo tàng lịch sử văn hóa ở Oslo để nghiên cứu và bảo quản tốt nhất. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.